The Manor Central Park, kỷ nguyên mới của 36 phố phường. Bằng tầm nhìn và sứ mệnh tiên phong trong xây dựng cơ sở hạ tầng huyết mạch, kiến tạo đô thị văn minh dựa trên định hướng toàn cầu hóa, Bitexco Group với hàng loạt công trình địa ốc biểu tượng luôn là đơn vị đón đầu, dẫn dắt và phát triển phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam với hàng loạt các dự án tên tuổi như Bitexco Financial Tower, biểu tượng kinh tế, kiến trúc và văn hóa tràn đầy cảm hứng của thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn JW Marriott Hà Nội, sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nguyên thủ quốc gia khi tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuỗi dự án bất động sản hạng sang thương hiệu The Manor tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Tiên phong thay đổi khái niệm bất động sản đơn thuần của người Việt bằng niềm kiêu hãnh, trải nghiệm mới với không gian sống đẳng cấp và khác biệt. Bitexco Group tiếp tục đầu tư xây dựng The Manor Central Park, khu đô thị quy hoạch mở thông minh mang tầm quốc tế. Kế thừa ưu việt của những đô thị lớn sầm uất bậc nhất thế giới như New York, Mỹ, Paris, Pháp hay Tokyo, Nhật Bản, kết hợp với tinh thần của Hà Nội 36 phố phường hào hoa thanh lịch, Bitexco tự hào kiến tạo cho cư dân The Manor Central Park những trải nghiệm tuyệt vời về một môi trường sống lý tưởng, chốn làm việc tiện nghi và địa điểm kinh doanh sầm uất. Nằm ngay mặt đường Nguyễn Xiển, The Manor Central Park sở hữu vị trí đắc địa, độc nhất vô nhị tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Không chỉ kết nối linh hoạt đảm bảo giao thông thuận tiện mà còn thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế cực lớn từ hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ đẳng cấp. Dự án còn nằm gần nhiều hệ thống tiện ích xã hội thiết yếu như liền kề công viên Chu Văn An 100 ha, khu liên hợp thể thao của Bộ Công an. Dự án cũng nằm gần các trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường trung học cơ sở Kim Giang, trường trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, bệnh viện y học cổ truyền quân đội, siêu thị Big C, trung tâm thương mại The Garden. Đặc biệt, dự án nằm trên trục đường vành đai 3 giúp cư dân dễ dàng di chuyển qua các khu vực quan trọng như trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott Hà Nội, sân bay Nội Bài hay tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối các tỉnh duyên hải phía Bắc. Ngoài ra, dự án cũng nằm bên đường BT Chu Văn An nối Nguyễn Xiển và Sa La cùng với tuyến đường nối từ Nguyễn Xiển tới Tôn Thất Tùng sắp được thành phố khởi công. Khi hoàn thành, giúp kết nối, giảm thời gian di chuyển từ các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân tới Hà Đông và ngược lại, giảm đáng kể áp lực giao thông cho trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, đồng thời tạo động lực phát triển dịch vụ, thương mại cho toàn khu vực. Được tư vấn quy hoạch bởi công ty kiến trúc EENK và kiến trúc sư người Mỹ nổi tiếng là Carlos Zapata, thiết kế chi tiết bởi công ty Kumeseke của Nhật Bản, những tên tuổi hàng đầu trong quy hoạch và thiết kế bất động sản trên thế giới. The Manor Central Park sở hữu những đặc điểm kiến trúc hiện đại của một khu đô thị phức hợp, thiên về chức năng ở và kinh doanh đầy nổi bật với nhiều tiện ích đẳng cấp như công viên trung tâm Central Park với diện tích rộng 7 hectare tương đương Hồ Hoàn Kiếm sẽ đóng vai trò như trái tim của khu đô thị, tạo nên một thiên đường xanh đầy hứa hẹn sẽ trở thành một không gian sống lý tưởng cho những hoạt động cộng đồng sôi nổi và tràn đầy sức sống. Phố đi bộ dài 800m, âm hưởng tấp nập của 36 phố phường, đây sẽ là một trong những con phố đi bộ dài nhất Việt Nam. Với những ai yêu thích sự lãng mạn trong phong cách sống châu Âu, họ có thể bắt gặp những đại lộ Champs-Élysées của Paris, những quảng trường Italy với kiến trúc tuyệt vời, các khu mua sắm thời trang và giải trí đẳng cấp ngay tại The Manor Central Park. Tại đây, vào cuối mỗi tuần sẽ tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa như triển lãm, lễ hội. Quảng trường châu Âu, khoảng không gian hoa lệ và khoáng đạt cùng nhiều hệ tiện ích vượt trội khác như khu thể thao phức hợp, bể bơi ngoài trời 5 sao đẳng cấp, trường học quốc tế, môi trường giáo dục đẳng cấp, trung tâm thương mại sầm uất, thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí bất tận, khu vực sinh hoạt chung kết nối cộng đồng bằng những không gian sinh hoạt chung đa dạng. Tại The Manor Central Park, lần đầu tiên khách hàng được trải nghiệm một không gian sống thanh lịch, đẳng cấp, đầy khác biệt với 3 dòng sản phẩm đỉnh cao như biệt thự đơn lập và song lập, bản giao hưởng trọn vẹn của nghệ thuật, kiến trúc và cảnh quan, nhà liền kề, khúc hòa tấu du dương giữa cổ điển và hiện đại, nhà phố thương mại, giai điệu giao thương rộn ràng trên phố mới. Là dòng sản phẩm chủ lực của dự án, các căn nhà phố thương mại tại The Manor Central Park được quy hoạch không gian hợp lý, hai mặt khác nhau, tạo ra sự khác biệt cho ngôi nhà và cửa hàng.
vỉa hè rộng lên đến 9m, nơi sẽ bố trí những hoạt động đường phố trong các dịp cuối tuần hoặc lễ hội, hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội kinh doanh với lợi nhuận khổng lồ cho khách hàng. Sở hữu những đặc điểm kiến trúc hiện đại, tổng hòa, sáng tạo giữa bản sắc văn hóa Hà Thành và tinh hoa đô thị thế giới, The Manor Central Park tự hào khi không chỉ trở thành một điểm đến thương mại nhộn nhịp, sầm uất, mà còn là điểm đến tinh hoa của văn hóa cộng đồng. Cần yên tĩnh thì lui vào tổ ấm, muốn tấp nập thì bước xuống phố xanh, yêu cộng đồng thì nơi nào cũng có thể kết nối.